Tôn sao thang thoát hiểm kiểu dựng đứng ở phía ngoài chung cư mini ở Hà Nội. Hình ảnh thang thoát hiểm kiểu dựng đứng phía ngoài một chung cư mini ở Hà Nội khiến cho nhiều người lo ngại về độ an toàn nếu không may xảy ra hỏa hoạn. Ngày 23 tháng 10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh thang thoát hiểm dựng đứng phía ngoài một chung cư mini ở ngõ Triều Khúc, quận Thanh Xuân Hà Nội khiến nhiều người khiếp vía. Một số người dùng mạng cho rằng thang thoát hiểm này mang tính chất đối phó bởi có cấu trúc khó sử dụng, nhất là với người già và trẻ em. Trong quá trình thoát hiểm, người dân không bình tĩnh có thể rơi từ thang xuống mặt đất, gây nguy hiểm tính mạng. Bên cạnh đó, thì nhiều người ủng hộ phương án xây thang thoát hiểm có còn hơn không như một hình thức xoa dịu tâm lý sau sự việc cháy chung cư mini ở Khương Hạ, khiến 56 người đã không qua khỏi hồi tháng 9 theo tìm hiểu, thang thoát hiểm này được lắp đặt bên ngoài trung cư mini 6 tầng và một tung nằm sâu trong ngõ 174 chiều khúc. Thang kim loại nối từ tầng 2 lên tầng thượng, thiết kế kiểu thẳng đứng. Trao đổi với phóng viên, chủ trung cư mini đề nghị giấu tên cho biết thang thoát hiểm chưa hoàn thiện, khi bị đưa lên mạng xã hội đã khiến cho nhiều người hiểu nhầm. Thời gian tới, thợ sẽ đến gia công công trình, hoàn thành đúng theo quy định và tiêu chuẩn. Theo người chủ, chiếc thang được thiết kế theo cách người thoát nạn sẽ hướng mặt ra ngoài, lưng quay vào trong mặt tiền nhà. Do hình ảnh được chụp từ xa nên nhìn qua mọi người cảm thấy nguy hiểm, ông nói. Người này cho biết thêm đã trang bị cửa chống cháy và nhiều hệ thống phòng cháy chữa cháy bên trong tòa nhà. Đồng thời ông yêu cầu mỗi người thuê trọ tìm hiểu các kỹ năng phòng cháy chữa cháy và trang bị các thiết bị cần thiết. Nếu lực lượng chức năng kiểm tra và yêu cầu lắp đặt thêm các hạng mục, tôi sẽ thực hiện theo đúng yêu cầu. Vị này thông tin. Theo ghi nhận, sau vụ cháy trung cư mini ở Khương Hạ thì hàng loạt các nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của hộ gia đình cá nhân, còn gọi là trung cư mini tại các quận ở Hà Đông, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa, Nam Tử Liêm, huyện Thanh Trì đã ổ ạt lắp đặt các thang thoát hiểm ngoài trời. Thang thoát hiểm được các chủ trung cư mini lắp đặt đa dạng về chủng loại, kích thước với giá cả từ chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Điểm chung của các loại thang này là được lắp từ tầng cao xuống tầng 2 và thường nằm ở mặt trước của trung cư mini. Ông Vũ Ngọc Anh, vụ trưởng vụ khoa học công nghệ và môi trường Bộ Xây dựng cho biết, việc xây dựng thang kim loại thoát hiểm gắn cố định kiểu thẳng đứng bên ngoài tòa nhà chỉ là giải pháp tạm thời. Cơ quan chức năng cần đánh giá độ an toàn và tính phù hợp của thang đối với điều kiện của mỗi công trình. Tại không gian hẹp, thang kim loại cố định được lắp thẳng từ tầng thượng xuống mặt đất, người già và trẻ em khó sử dụng. Ngoài ra, lượng nhiệt tỏa ra từ tường lan sang thang kim loại thì rất dễ tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Việc lắp đặt thang bộ thoát nạn ngoài nhà sẽ lấn vào không gian công cộng nên chỉ lắp đặt cố định từ tầng 2 trở lên, còn phần thang thoát nạn từ tầng 1 đến tầng 2 thì phải thiết kế cơ động, để khi cần thì hạ xuống mặt đất, khi không cần thiết thì thu gọn lại và trả không gian lưu thông cho các ngõ nhỏ. Ông Ngọc Anh nói theo vụ trưởng thì những chung cư mini tòa nhà đã xây lâu năm hoặc là thiết kế ban đầu không tuân theo quy chuẩn, lắp thang thoát hiểm có thể xâm lấn vào chỉ giới hoặc là không gian công cộng. Do đó ông khuyến cáo người dân cần có tư vấn của cơ quan, cá nhân có chuyên môn để xây dựng thang thoát nạn đúng quy chuẩn, phát huy hiệu quả. Về lâu dài bộ xây dựng sẽ siết chặt quy định từ khâu cấp phép xây dựng đến khi đưa vào sử dụng chung cư mini, đảm bảo các yêu cầu hạ tầng kỹ thuật bao gồm cả về phòng cháy chữa cháy.